Min. Anh vẫn đang đi tìm quả. Chó cá cả. Vâng, như vậy bên mình là Greg Katha. Hơi buồn cho bên mình quân xấu quá, nhưng mà bên kia là Greg cho son và Katha. Vâng, an ủi phần nào. Bên mình nhìn thấy Greg Katha thì chối rồi. Không, nhưng bên mình có Mi Hoan trong cánh. Thế trận cũng rất tươi. Bên mình có cả Summer nữa. Đánh được. Bên kia chỉ có Egypt thôi, còn nó chó cá cả không tính tiền. Nhìn lúc đầu tưởng bên mình có Katha, Greg đã thấy chối rồi. Bên kia bộ ba chém tuyển luôn đấy. Có Mi Hoan trong cánh vẫn có thể thi đấu. Bài Mi Hoan có vẻ hơi tươi, nhưng thôi xem những nhà chém trước đi. Cần phải chém tốt để trận thi đấu này Mi Hoan có thể tỏa sáng. Greg đây rồi, nhưng mà Greg cái thế nhà này không để chắc nhà được. Katha trở lại trận thi đấu Katha thôi. Thì ngày xưa map này tôi đánh rồi, 18 Egypt ở góc 9 giờ. Map rất quen. Bình tố. Xem méo gì nhỉ? Tỷ số là chính gì anh? À chính gì là chị Mai? 2-0 trước bị bật 3-2. Cái trận thi đấu chung kết cho bên mình thôi. Katha đầu cánh bài khá tươi rồi. Hai voi bãi quả xa xa đã thấy, bãi hiêu đầu cũng đã có. Trận này tất cả các nhà chém phải đi đấu bán máu hết cỡ đi cho Mi Hoan có thể tỏa sáng luôn. Ôi, mẫu 2 cầm Summer lên đời siêu sớm. Thôi quay sang xem mẫu 2. Đây rồi, một bài kích 10 tròn. 10 tròn dành cho người cầm Summer Rian. Tươi rồi. Lên xong bài siêu khỏe. Trận này tất cả sẽ bán máu để cho mẫu 1 có thể đánh được cung. Nói chung là cứ 3 người đánh chém thì cho chắc cốp.
Grealish dâng lờ chắc rồi. Đây rồi, bài Grealish cũng khá được. Cũng là một bài kích 11 nhưng mà lên xong có nguyên bãi quả. Được, nói chung là 11 là được rồi. Cả thằng đã kích đời, bên này tất cả đều đã kích đời, chỉ còn nguyên 1-1 chưa kích thôi. Một bài lực siêu khỏe đến từ màu đỏ. À, đến từ màu 2. Màu 2, 2L xong đều luôn. Tía ra thêm 3 cái ruộng nữa thì có cả bánh xe. Rồi 2L. Lên xong tía làm thêm 3 cái ruộng nữa. Đây màu 8. Ezip đầu cánh luôn. Tươi. Như vậy là màu 3 với cả màu 2 quay luôn. Hai con giò đầu chọc luôn màu Ezip đi. Ezip mà yếu thì tỷ lệ... Úi rồi. Tươi. Thôi anh ơi, từ từ thôi anh ơi. Đây là con Omo. Con không có đồ gì cả. Con trắng, con trắng tinh, trắng tinh này thì thôi, từ từ. Hà tĩnh đi. Ơ, như vậy là hình như màu đỏ đang chọc rồi nên màu 8 chẳng chú ý gì cả. Đúng rồi. Úi rồi, lại còn ăn thêm bãi quả nữa, cái gì này. Một bài siêu khỏe đến từ màu 2 luôn. Ô, tươi. Rất tươi, summer trì lắm, mặt rất dày và thoải mái. Như vậy là ăn nên rất, cũng rất tỉnh dành cho màu đỏ, à màu 2 này. Đây mà là màu đỏ, đây là màu hồng. Màu 2 rất tỉnh đòn, anh chờ lạc đà lên. Đây rồi, anh đang chờ, anh đang ủ mưu, không biết có thành công không nhưng mà... Đây rồi, như vậy là thành công. Con mồi đúng là nhìn thấy dân. Đúng là nhìn thấy dân ai cũng thích, bỏ qua luôn cả màu 8 vì thằng chém màu 5 luôn. Ơ, bài gỗ hở không? Không mở. Khả năng trận thi đấu này khẳng định luôn là 3-0 rồi. Có mỗi Egypt, à đầm, 3 đều. Sẽ có trận chung kết thôi. Khi màu 8 mà yếu rồi thì... Khi màu 8 mà yếu rồi thì ai là người cân được Miwan? Còn Summer, anh rất hổ báo. Nhưng từ từ thôi anh ơi, đừng để mất tam. Tuy nó là Summer thật. Mất. Như vậy những cái pha đấu nhau như này thì sẽ rất mất tay. Rồi tươi. Đuổi 15 đây. Tươi, 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 tươi. Và một pha về e khá hay của anh. Màu 2 anh rất may. Anh tên là gì đây? Như vậy anh là hoa tiên cốt rồi. Anh cho màu 5 thành tất cả cốt xương luôn. Rất dị. Quả về e khá hay, tôi cũng thấy choáng, tôi tưởng he he nhập vào. Có những he mới có hay những rình vẩy e thôi. Giữa bản đồ của bãi quả này có ăn không? Miwan đâu rồi? Úi rồi, quay ra chém chán rồi, cứ tưởng là win chặt nhưng mà Miwan đang rất yếu. Một pha lọt nha. Rồi, hơi căng từ này. Màu là tất cả dồn đồ trong màu 1 đi. Sao không có ai bơm trong màu 1 đồ nhỉ? Thịt gỗ đâu, thịt vàng đâu. Ơ, bao nhiêu người có đồ mà không ai bơm cho mùa 1 tí đồ nào là sao? Ơ, mấy nhà chém rất khỏe mà không ai chịu bơm tí đồ cho mùa 1 là sao? Chỉ cần 100 thịt, 100 vàng hoặc 200 thịt thôi, mùa 1 sẽ thừa đỡ nha. Ôi, nhìn mấy cái ruộng của anh ấy, tôi liên tưởng đến sắp chết đến nơi rồi. Thôi anh cũng rất tỉnh, vừa nghe tiếng cái anh xây lại những cái dàn e luôn. Nói chung là giữ dân đi, bên kia cũng yếu thôi. Mùa 8 chạy nhông kèn rồi. 8 thì cũng khắc yếu, không yếu hơn cả mùa 1. Thịt vàng đây, mỗi người 100 thôi. Úi dồi ôi, cái ruộng này mà chém lổ thôi tôi cũng thấy rất là căng cò. Ôi chết rồi, mùa 8 vẫn đi được 4 cung, thôi xong. Thôi xong xong xong, thôi. Thôi, bàn căng lắm rồi anh ơi. Thôi bánh xe chưa lưng. Từ nay phải làm sao đây? Biết làm thế nào bây giờ? Bài khá đẹp nhưng mà sao, tại sao cũng lúc đầu không ai bơm đồ cho anh là sao? Bài không phải bài yếu. Thôi thế trận này nguy hiểm quá, chạy thôi. Rồi cả lăng chưa thắng được đâu. Nguy hiểm lắm.
chưa chắc đã thua đâu, cứ đánh đi. Đây Tham chém bên này rất to, đánh thoải mái luôn. Bên này tất cả đều Tham 3x. 17 B khỏe, B3 nhà gom chém vào, chém phát 17 cũng chết luôn. Như vậy 17 ở đầu cánh, làm gì chắc nhà. Chắc nhà làm sao mà khỏe bằng 14, 14 bây giờ chắc to, to nhất bản đồ luôn. 14 bây giờ đi vừa quân thôi. Không bây giờ 11 chết rồi, sẽ có tơn chéo cánh thì lấy Tham 14 bây giờ. 13, 12 bây giờ thừa sức quản bản đồ rồi. Đây này, 12, 13 đầy quân. 14 không phải đi quá nhiều quân về chém thủ bơm đồ cho Miwan nó cũng được. 12 đầy quân ở đây. Suýt đi, suýt đi. Anh đừng có vẩy e nữa, tôi chóng mặt lắm rồi. Đau hết cả mắt pha vừa rồi rồi. Rồi, Tham win chặt cũng phải đè nữa. Bây giờ làm gì còn ai mà thi đấu. Đây, màu 8 đang hồi lại nhưng mà màu 2, à màu 3 quản lại đi. Úi dồi, một kích chém. Màu 4 còn giữ được dân gọng. Đây. Nhưng mà úi dồi, thôi. Nhưng mà được. Được không? Được. Chém cũng, hù cũng rất đen. Chỉ hù được 3 con thôi. Ờ, đúng rồi. Chết luôn. Chết không? Đúng rồi. Đúng rồi. Tháo lắp cống dành cho màu 7 rồi. Thôi chạy luôn đi. Chạy. Tháo lắp cống đi. Giết được màu 7 là tươi rồi. Bên kia không ai có nhà. Ôi thôi. Giữ Tham đi. Bây giờ quan trọng là Tham. Quan trọng là Tham thôi. Bên kia đã mất hết nhà rồi. Miwan đâu? Miwan. Đúng rồi. Miwan đang hồi rồi. Rất nhiều tiền, rất nhiều vàng dành cho Miwan. Màu 2 đang rất nhiều lạc đà, cũng đang rất ấm với góc 12 giờ này, anh muốn đang phát triển tay to. Nhưng mà Miwan bây giờ phải nở ra một kích cung thì tươi. Ui dồi, màu 3 rất khỏe, anh là một kích chém 4. Một kích chém 4 dành cho anh. Tham ảo đấy nhớ, rồi đã có người thông báo tham ảo rồi. Bây giờ màu 8 cứ mãi đánh. Ôi rồi, như vậy là màu 7 đã kéo hết lạc đà về thủ rồi. Từ từ thôi. Màu 4 đang mất khá nhiều Tham đấy. Màu 4 đang mất khá nhiều Tham, đánh phải cẩn thận vào. Ô, rồi xong rồi, xong rồi. Tỷ lệ lại thua ngược rồi. Nhìn lại bị phát hiện A rồi. Màu 4 ham công quá, trận đấy về lại chém thủ bắt quân màu 8 đi, bơm đồ cho màu 1. Quả đấy thiêu vào. Quả đấy thiêu vào nhà màu 7 nhiều quá. Úi, Tham 11 rồi. Có liệu khi nào sau cái tơ này Tham anh giảm xuống 1 luôn không? Dân thì chưa thấy ở đâu? Dân đâu rồi? Dân hết rồi. Ở đây rồi. Sao anh vừa chết nhiều Tham này? Vừa Tham gần 50 mà. Trận này anh nên về chém thủ bắt cung màu 8 thì hay hơn. Nhà anh đang nguyên ruộng, bơm đồ cho màu 1 có cung A là thắng rồi. Rồi xong. Bàn căng lắm rồi, màu 6 to nhất bản đồ. Màu 6 là người kẹp xăm à? Ừ, đúng rồi, màu 6 là người kẹp xăm, bảo sao màu Miwan chết sớm thế à rồi. Quả này biết 6 kẹp xăm màu 3 chém 6 tươi nhỉ. Đúng không? Bảo sao Miwan thì đánh sớm. Dân có mẹ lớn đây rồi chém cái gì? Dân mẹ lớn. Thì đang bảo là biết đi thì thằng này đánh thằng chết thằng này mà còn bơm đồ được cho thằng 1 nữa. Khỏe vãi. Thấy chắc nhớ chưa thằng 8. Cứ gì chứ thằng 8 chứ chứ 5 đi không cho thằng 8 khỏe được rồi. Thằng 8 bài siêu. Rồi Tham này đã về thất dành cho anh rồi. Ba ui căng. Ơ chơi được. Màu 2 rất to, màu 2 lở đi. Bây giờ không được bơm đồ cho Miwan nữa, ông Miwan hút nhiều đồ lắm. Bây giờ màu 2 tự làm chủ lực cũng được. Kéo về cứu, đúng rồi. Bây giờ chuyển sang đánh cung giờ cũng được. Bên kia Egypt không phải là người quá khỏe. Vẫn thi đấu được. Bây giờ ông Miwan để được cái gì để đi, không bơm cho nữa. Hút máu của đồng đội không giả được quân. Không sợ, quân đang kéo về rồi là rất đông. Đang kéo về đây. Màu 6 mà không chạy nhanh. Ô, gặp quân màu 8 ở dọc đường. Chú ý quân đi. Chẳng lấy quân của anh đâu là sao. Thôi xong rồi. Xong. Hai chém màu 5, màu 6 khá đông. Hơi đen trong cái tơn này mà không phát hiện ra màu 6 kẹp xăm. 3 đâu? 3 mang quân về đây. 3 đang đi về đi quản màu 8 rồi. Màu 8 bây giờ đang được bơm đồ tụ được khá đông cung. Màu 3 bây giờ
không giải quyết cái gì đi là thì là tham chém thôi. 6 vẫn 2L. 6 khỏe lắm. 6 giải đánh thôi. Mùa 3 trên này thi đấu cũng rất tốt nhưng sao hiểu sao vẫn thua được. Quả đấy đéo vào nhà thằng 7 về chém thủ bắt mẹ cùng thằng 8 bơm được cho một nó LA con tí thằng 1 nó thừa sức đẩy thằng 7 luôn. Không có mẹ biết là 6 cái xăm chém các bạn 6 trở lên hơn à, 6 có thủ đâu. Đéo biết cái xăm, nhưng lúc nào chém gần chết như ăn rồi chắc mới biết. Đang ưng tất cả về thủ. Việc chém thủ thắng chắc luôn, thêm thủ bắt quân, mình đông quân hơn. Mà biết thừa lúc đánh xong hàng 1 xong hàng kiểu đéo thì nó cũng đi hết đàn đoàn quân này sang hàng 4 rồi. Về bắt chém các mẹ hết cùng luôn. Chém hết cùng bơm đầu cho hàng 1, nó có một kích rưỡi, một kích công A để chết hàng 7 của đéo thì công A giáp 4. Cuối cùng thắng 7 hả? Thắng 7 là thằng quẻ nhất. Chờ đây là trận chung kết thôi, bây giờ đang chảy cối rồi, bên kia tham đè khá nhiều rồi. Ô đây rồi. Tham đang bị đè khá nhiều. Cái tên nào vào nhà mùa 4 về chém thủ thì tươi hơn. Chém thủ có thể bắt được hết quân mùa 8 bơm đồ trong mùa 1 chuyển cung A. Cung A có sẵn hai áo rồi, chỉ việc bơm đồ thôi, đẩy chết mùa 7 là thắng. Anh ấy lao hết lạc đà vào nhà mùa 7. Chết hết cả lạc đà luôn, mất luôn cả nhà, hơi phí. Đang là người chắc nhà lại bị mất nhà. Ở bên kia đi số lượng quân cũng không nhiều, chỉ là gần 15 con cung giờ Egypt thôi. Nuôi anh phải có tầm gần kích lạc đà rồi. Từ tham 4 thôi gì sai. Hơi đáng tiếc. Tỷ số là 4-2.